Đó, sau khi pha mắm tôm với cái nắng oi ả của Las Vegas, nó cỡ khoảng 142 độ F thôi các bà. Đó, nóng bỏng ra. Tôi pha mắm tôm thì phải ra ngoài tôi pha, các bà hiểu không? Không có trong nhà thì bật điều hòa, nó hút vào hệ thống điều hòa chắc chết. Đó, mắm tôm đây là pha nước đun sôi nha. Đó, mắm tôm mọi người pha nước đun sôi xong, mọi người phải hòa đường. Đó, thì mới chia sẻ mọi người là mắm tôm á, pha một lần phải pha luôn với bà. Đây là những cái gợn gợn này là nó không ngon nha. Đấy, mọi người là nó sẽ mất cái thẩm mỹ đấy mấy bà. Bây giờ tôi đổ sang bên này ha. Là bên là có nước chanh rồi. Các bà thấy chưa? Mọi người pha mắm tôm ý, thì mọi người canh là mọi người có dùng hết không? Chưa dùng hết thì đừng cho hết chanh nha. Đừng có cho chanh. Lọc ra như này này. Để mà mình vừa đến cái đoạn mình ăn thôi. Chứ mình cho chanh vào mình để không được lâu nha. Mình hòa mắm tôm với cả nước. Đó. Cho mọi người nhìn nha, cho mọi người nhìn này. Cho mọi người nhìn này, mắm tôm xịn là khi mà nó vào chanh nó sủi luôn này. Đó, mọi người thấy không? Mắm tôm đấy, mắm tôm mà khi chỉ vừa cho chanh này, chia cho chanh này. Đó. Vô chanh là nó sủi bọt này, mọi người thấy không? Đó. Đó các bà, cái view pha mắm tôm nó trông nó chiêu chiêu thôi, nhưng mà mẹ bố tiên sư cha nó nóng nha. Nhưng mà vì trong nhà máy lạnh phải ra ngoài để pha. Mê ăn mắm tôm vậy đó. Đó các bà thấy chưa? Nỗi khổ của người ăn mắm tôm chưa? Đó. Thực tế là mọi người bỏ cái bã đi biết sao? Cái bã nó sẽ làm cho cái bát mắm tôm nó không được đẹp mắt thôi, chứ thực tế nó không có gì cả. Chờ tí lấy cái bát. Các bà thấy không? Người nghệ nhân pha mắm tôm. Tôi nghĩ pha như thế này đủ với số lượng người tối nay rồi đó. Trời thì nó đổ vào người chắc là đẹp mặt lắm đấy mấy bà. Đó, các bà nhòm nha, các bà nhòm bắt bằng công tôi này. Thấy không? Mắm tôm xịn là như vậy đó mấy bà. Pha mắm tôm mà ngồi ngoài cái nắng 138 đến 142 độ F. Vì trong nhà mùi lắm. 3 rưỡi chiều nha mấy bà. Pha mắm tôm chờ khách đến ăn. Tôi sang Las Vegas mọi người bảo là chị Trang nấu bún đậu mắm tôm cho em ăn đi. Trời ơi, tôi khổ ghê vậy đó.